Xin chào quý vị các bạn, như vậy là sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì khủng long Mỹ Cadillac Escalade 2021 đã chính thức được ra mắt với thiết kế lột xác, nội thất hiện đại, tiện nghi và là đối thủ xứng tầm của Lincoln Navigator. Những gì đã tiết lộ trước đó thì điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Cadillac Escalade 2021 là nội thất độc đáo và cá tính với không gian hiển thị kỹ thuật số chéo với diện tích lên đến 38 inch trên táp lô, với 3 màn hình trải dài từ bên phía người lái cho đến gần phía hành khách phía trước. Một màn hình cảm ứng 7,2 inch bên tay trái là trung tâm thông tin dành cho người lái. Tiếp đến là màn hình 14,2 inch dành cho các cụm công cụ hỗ trợ và thông tin lái xe quan trọng khác. Và di chuyển sang bên phải là màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 16,9 inch. Tất cả được sử dụng công nghệ OLED với mật độ điểm ảnh gấp đôi so với TV 4K mà Cadillac nói là lần đầu tiên xuất hiện trên ngành công nghiệp ô tô thương mại. Đặc biệt đó là tiêu chuẩn cho tất cả các mẫu Escalade mới. Công nghệ chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó, Escalade có tính năng điều hướng được bổ sung với độ thực tế tăng cường tương tự những gì sẵn có trên một số mẫu xe của Mercedes-Benz. Cadillac sử dụng máy ảnh để hiển thị hình ảnh thực của đường phố trên màn hình với các lớp phủ định hướng khác nhau để hiển thị chính xác nơi người lái muốn di chuyển tới. Ngoài ra thì xe còn được trang bị rất nhiều camera ở phía trước, phía sau và cả hai bên. Nó có thể tạo ra tầm nhìn bao quanh bên ngoài của chiếc SUV hạng sang cỡ lớn này. Hàng ghế sau dành cho hành khách có hệ thống thông tin giải trí gồm cặp màn hình 12,6 inch, có thể kết nối với hệ thống chung của xe hoặc nhiều phương tiện khác thông qua kết nối HDMI và USB. Ngoài việc ấn tượng với nội thất siêu sang thì kiểm soát hành trình siêu thông minh cũng là điểm nhấn trên Escalade 2021. Super Cruise cũng được tích hợp trên Escalade lần đầu tiên, cải tiến với hơn 321.000 km của xa lộ, tương thích nơi hoạt động rảnh tay sẵn có. Tất cả được giám sát bởi dữ liệu LiDAR, GPS, máy ảnh và hệ thống radar. Nó cũng cho phép Escalade thực hiện thay đổi làn đường rảnh tay bằng cách bật tín hiệu rẽ. Một hệ thống giám sát người ngồi sau tay lái rất chặt chẽ, khởi động với các cảnh báo khi Escalade cảm thấy cần có sự can thiệp nhiều hơn của người lái. Không chỉ gây ấn tượng từ góc độ hình ảnh và công nghệ, nhà sản xuất ô tô đã làm việc với AKG để tạo ra một hệ thống âm thanh 36 loa tùy chọn mà Cadillac nói rằng cũng là lần đầu tiên trong ngành công nghiệp ô tô. Nó được hỗ trợ bởi 3 bộ khuếch tán đại để tạo ra âm thanh trong 28 kênh và nó không chỉ được dùng để tăng âm trầm. Hệ thống này có thể điều chỉnh cài đặt âm lượng một cách độc lập ở phía trước và phía sau. Nó cũng có thể hoạt động với hệ thống điều hướng để cung cấp lời nhắc âm thanh theo hướng cụ thể. Nếu như bạn đang đến gần rẽ trái, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc ngay bên trái. Nếu như tùy chọn 36 loa thì hơi quá tầm tiền của bạn thì bạn có thể lựa chọn hệ thống tiêu chuẩn 19 loa. Nói về khả năng kết nối âm thanh thì các micro nhúng trong cabin của Escalade có thể thu nhận giọng nói và đưa chúng qua hệ thống âm thanh, giúp hành khách ở hai đầu đối diện trên xe có thể nghe thấy nhau. Về thiết kế bên ngoài thì kiểu dáng của Cadillac Escalade 2021 vẫn rất là hầm hố và chuẩn theo phong cách của khủng long Mỹ. Việc chuyển sang khung gầm mới và hệ thống treo sau độc lập giúp Escalade có kích thước tương tự như được tìm thấy trên Suburban và Yukon. Đối với Cadillac, điều đó có nghĩa là sẽ gia tăng thêm khoảng 4% không gian cho hàng ghế thứ 3, tương đương với là 886mm, và không gian chở hàng nhiều hơn 68%. Những chỉ số này dành cho Escalade có chiều dài tiêu chuẩn, còn với bản trục cơ sở kéo dài thì không gian chở hàng phía sau sẽ tăng lên và không gian để chân sẽ đạt là 930mm. Kiểu dáng rõ ràng là đặc trưng của Escalade với lưới tản nhiệt cỡ lớn và đèn pha mỏng phía trước. Lưới tản nhiệt cũng có thiết kế kiểu bắt mắt hơn đời cũ. Còn ở phía sau thì bạn sẽ thấy đèn hậu dọc mỏng hơn. Cadillac thì trang bị bánh xe 22 inch tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản. Dưới nắp capo thì Escalade 2021 sẽ có thêm tùy chọn động cơ máy dầu. Ngoài động cơ xăng V8 6.2 lít của GM sản xuất công suất tối đa là 420 mã lực thì động cơ dầu turbo diesel i6 3.0 lít mới sẽ cho công suất là 277 mã lực tương đương với động cơ V8, và cả hai sẽ đi kèm với hộp số tự động 10 cấp mới nhất của Cadillac. Theo kế hoạch thì Escalade 2021 sẽ được bán ra vào mùa hè này, nhưng ngày bán cụ thể và giá bán chưa được công bố. Tại thị trường Việt Nam thì Cadillac Escalade cũng là một trong những mẫu xe được rất nhiều giới đại gia tin dùng, và hy vọng là sau màn trình diễn, màn ra mắt của Escalade 2021 thì chúng ta cũng sẽ sớm có dịp ngắm nghía mẫu khủng long Mỹ này lăn bánh tại thị trường Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn ơi, nếu các bạn đã xem được điều gì đó có ích hôm nay thì hãy cho chúng tôi một lượt thích và hãy chia sẻ video nhé.
bên trái hoặc bên phải màn hình là một số video mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp chuột vào và ủng hộ AutoDaily nhé.